Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 10. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết thêm đến bộ truyện này. Vì đây là một bộ truyện mới mà Phong bắt đầu đọc. Tiến Phong rất chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Cầu Ma, tập 10. Tô Minh chưa bao giờ mãnh liệt mong đợi buổi tối tiến đến như vậy. Đôi khi hắn ngẩng đầu nhìn lỗ nhỏ, nhìn sắc trời, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật chậm. Dần dần khi bầu trời lần nữa tối đi, ánh trăng bao phủ mặt đất, Tô Minh đè nén tâm tình kích động, nhìn ánh trăng, thở ra một hơi, mắt sáng ngời. Từ truyền thừa man tượng, Tô Minh biết rõ một khi tới ngưng huyết cảnh tầng 5 hoặc là cao hơn, hắn có thể thi triển ra hai loại man thuật truyền thừa uy lực cực lớn mấy trăm năm trước của Ô Sơn Bộ Lạc cỡ trung: Ô Huyết Trần và Trảm Tam Sát. Trong đó Ô Huyết Trần là ngưng tụ một giọt khí huyết khiến nháy mắt hắn bộc phát lực lượng kinh người. Còn về Trảm Tam Sát càng khiến Tô Minh mỗi lần nghĩ tới tim sẽ đập loạn. Ô Huyết Trần cần sợi máu trên 50 mới có thể thi triển, Trảm Tam Sát thì càng khó khăn. Người đó cần ngưng tụ 200 sợi máu mới dùng sơ bộ, có thể một nhát chết ngay. Ngưng huyết cảnh tầng 5 cần 53 sợi máu, nếu muốn trở thành man sĩ tầng 6 thì cần 109 sợi máu. Còn về tầng thứ 7 là 243 sợi máu. Đỉnh trung kỳ ngưng huyết cảnh là tầng thứ 8 cần có 399 sợi máu. Tầng thứ 9 trở đi là hậu kỳ ngưng huyết. Đến tầng thứ 11, số lượng đã đạt tới cực hạn của man sĩ bình thường, 781 sợi. Nếu có càng nhiều thì thực lực càng mạnh, có thể gia tăng xác suất trở thành khai trần cảnh. Tô Minh mắt lóe sáng, nhìn trăng trên trời, đầy mắt sự mong đợi càng ngày càng đậm. Tùy theo đầu hắn tưởng tượng, trăng là màu đỏ, dần dần vầng trăng trong mắt hắn trở thành huyết nguyệt. Cảm giác mắt cháy bỏng lại hiện ra lần nữa. Lần này Tô Minh không chút do dự, cắn rách đầu ngón tay, lập tức nâng lên, dùng máu tươi bôi vào mắt. Toàn thân như có tiếng chấn, trong ngoài Hắc Viêm Sơn lại lần nữa xuất hiện biến hóa kỳ dị ngày hôm qua. Tôi muốn biến mạnh, Tô Minh nói. Người hiện ra 25 sợi máu, toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ, không ngừng hấp thu khí núi đến từ bốn phương tám hướng. Huyết nguyệt trong mắt hắn lóe mạnh, hắn lại nâng tay phải lên, lần nữa bôi vào con người. Phu đạo man dục, cùng tám phương, dư hỏa dùng huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn thiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên hỏa bái chín, thành bái hỏa chi thông. Cửu vi cực, cửu vi cực. Ý câu nói này theo mình thấy chính là 9 lần trùng huyết hỏa. Tay phải Tô Minh lần nữa bôi vào trong mắt, toàn thân mạnh run lên, toàn bộ Hắc Viêm Sơn chấn động. Chẳng qua loại chấn động này vẫn không ai có thể phát hiện. Khí thế núi mênh mông ập tới, xông vào người Tô Minh khiến hắn có cảm giác sắp nổ tung. Trên người hắn 25 sợi máu tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như là có sinh mệnh tự vặn vẹo. Cũng trong chớp mắt này, từ người Tô Minh bỗng xuất hiện sợi máu thứ 26. Chưa kết thúc, 27, 28, 29. Mãi đến sợi máu thứ 33, không ngờ cùng lúc xuất hiện. Tô Minh hít thở dồn dập, tim đập thình thịch, cảm giác sức mạnh hùng hồn khiến cho cả người hắn chìm đắm vào trong không muốn tỉnh. Nhưng thần trí hắn thanh tỉnh, huyết nguyệt trong hai mắt chợt lóe. Hắn chậm rãi nâng tay phải, cắn nát ngón tay thứ ba. Ngón tay tràn ra máu tươi, có loại lực lượng kỳ lạ. Tô Minh nhìn máu tươi chậm rãi đặt tới trước mắt mình. Hắn phải huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu mình có thể huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, vậy tu vi quán sẽ tăng nhanh. Loại cảm giác này mạnh tới mức khiến cả người hắn run rẩy, nhìn chằm chằm ngón tay mình. Tô Minh cắn chặt răng, mạnh ấn vào con mắt phải, bôi nhẹ. Sau khi bôi xong
thì toàn bộ Ô Sơn cùng chấn động. Chẳng những Hắc Viêm Sơn chấn động, còn lại bốn ngọn núi cũng chấn động. Vô số chim thú kinh khủng nhìn bầu trời, không dám nhúc nhích. Nhưng núi ở trong mắt ai thì vẫn bình thường như vậy, không có biến hóa quá lớn. Ô Long bộ lạc không phát hiện được, Ô Sơn bộ lạc cũng vậy. Chỉ có trong Hóc Sơn bộ lạc, Tất Đồ đang ngồi tĩnh tọa hấp thu máu nguyệt dược trong người, trùng kích khai trần cảnh, tinh thần mạnh rung động. Khi mở mắt ra thì trong mắt lộ ra tia hoảng sợ. Ông lập tức đứng dậy, rời khỏi căn nhà, rời khỏi gian nhà, nhìn lên trời. Nhưng cảm giác thoáng qua đó đã biến mất. Bất kể ông quan sát cỡ nào cũng không thấy căn nguyên khiến cho tâm thần kinh hoàng. Trừ điều này, chớp mắt Tô Minh thử huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, phía sâu trong năm ngọn núi Ô Sơn, tất cả nguyệt dực đều lộ ra vẻ kích động, điên cuồng muốn xông ra khỏi thân cây kỳ dị chỗ trú thân, như là muốn đi tìm vua của chúng. Nhưng chúng bị lực lượng nào đó bao trùm, không thể bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cây to màu quỷ dị ở trong Ô Sơn cũng đang run rẩy, không rõ là kích động hay là sợ hãi. Trong động đá vôi, ngón tay Tô Minh bôi vào máu tươi ở mắt phải, thân thể hắn không kiềm được sự run rẩy. Khi thế từ từ toàn bộ Ô Sơn ùa đến điên cuồng xâm nhập vào người hắn, khiến sợi máu lấy tốc độ ngay cả Tô Minh đều cảm thấy khủng bố bùng nổ tăng lên. 34, 35, 36, 42, 44, mãi đến 47. Tô Minh không thể tiếp tục được nữa, thân thể có cảm giác bạo tạc càng thêm rõ ràng. Thậm chí giờ phút này hắn mơ hồ có thể thấy trong toàn bộ Ô Sơn như có tiếng nguyệt dực gào thét. Hắn mạnh vung tay phải, thở dồn dập hồn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, Ô Sơn biến mất chấn động, khi thế mênh mông cũng tiêu tán. Bên tai tiếng gào như là ẩn như hiện, không còn, tất cả đều trở lại bình thường. Nhưng Tô Minh biết, kỳ thực tất cả tuyệt không bình thường. Man thuật cường đại, mình có thể cảm giác được. Nếu hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, sợi máu của mình sẽ tăng gấp đôi. Đây vốn là lần thứ ba, nếu là lần thứ 9. Tô Minh hít ngụm khí, mơ hồ có nỗi sợ không dám tu luyện. Đây vốn có 9 lần. Nếu theo mình hiểu thì 9 lần huyết hỏa trùng trùng rồi mới cúi đầu trước hỏa nguyệt trên trời, lại 9 lần thành hỏa man thông thiên. Tô Minh thì thào, cảm nhận sự cường đại tiềm ẩn trong người khiến hắn thực khó tin. Thật lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sự kiên quyết. Phối hợp với đan dược, tu hành thuật này mình có hy vọng khai trận. Tô Minh siết chặt nắm tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Tô Minh tu hành và luyện dược, mấy ngày sau khi Tô Minh tĩnh tọa thì Tiểu Hồng tràn đầy mệt mỏi, thậm chí lông toàn thân cũng mềm rũ xuống, trở lại động đá vôi. Chẳng qua tuy nói mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại đắc ý và thỏa mãn, không ngừng ngửi tay phải của mình, ngồi trong góc nhè răng nhếch miệng cười. Khi Tiểu Hồng trở về, Tô Minh hơi hé mắt liếc nó một cái, không khỏi nghĩ tới hình ảnh mấy hôm trước hắn trông thấy, sắc mặt có chút kỳ kỳ. Tiểu Hồng cũng nhận ra ánh mắt của Tô Minh, xoay người nhìn hắn, lập tức chạy tới vươn tay phải ra, vẻ mặt đắc ý, lộ ra bóng dáng muốn Tô Minh ngửi một phen. Dường như là nó cảm thấy đồ tốt thì mọi người nên chia cho nhau. Tô Minh giờ khóc giờ cười, không thèm để ý tới Tiểu Hồng nữa, lại lần nữa chìm trong tu luyện. Tính cả thời gian trước đó, một tháng trôi qua rất nhanh, cách ước hẹn với A Công đi Phong Quyến bộ lạc ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh tiêu hao hết La Vân Diệp cũng chỉ có thể thành công luyện ra một viên sơn linh dược mà thôi. Dược này có xác suất thất bại, khiến cho Tô Minh rất là bực bội. May mắn trừ việc luyện dược ra, hắn tu luyện coi như thuận lợi. Khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn ổn định ngưng huyết cảnh tầng thứ tư. Thêm 2 sợi máu nữa, đạt đến 49 sợi, hắn chậm rãi tiếp nhận hỏa man thuật kỳ dị. Chỉ là về sau, sợi máu càng khó khăn ngưng tụ. Gần mấy ngày nay, mặc kệ Tô Minh có tu luyện ra sao, cũng không cách nào có thể ngưng tụ được. Hắn hiểu rõ, việc này có liên quan đến mình không thể hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Trừ điều này ra, ban đêm khi vầng trăng xuất hiện thì Tô Minh dựa theo trực giác nhiều lần thử khống chế ánh trăng, chẳng qua hiệu quả không rõ ràng. Hắn có thể khống chế chỉ một tia, không thể tăng thêm nhiều.
Nhưng mặc dù chỉ là một tia ánh trăng, ở trong tay của Tô Minh lại sắc bén khó có thể tin, so với cái sừng càng kinh người. Quan trọng nhất là tia ánh trăng này Tiểu Hồng không nhìn thấy, do đó suy đoán trừ Tô Minh ra, người ngoài không thể phát hiện. Một ngày này sáng sớm, Tô Minh từ ngồi xếp bằng đứng lên, nhìn xung quanh động đá vôi, hơi trầm ngâm. Lúc sau thì dịch chuyển hoang đỉnh đặt sang bên. Hắn không biết lần này mình đi phong quyến bộ lạc mất bao lâu, nên làm một số chuẩn bị. Trên vách đá động có vô số khe rãnh nhỏ, đó là kết quả tia sáng trăng tạo thành trong thời gian này. Chỉnh lý một phen, Tô Minh đi ra động đá vôi. Tiểu Hồng đã sớm tỉnh, thấy Tô Minh muốn đi thì vội vàng đi theo sau. Ra khỏi động, nó ngồi trên vai của Tô Minh, lười xuống núi. Đáng tiếc sơn linh dược quá khó luyện chế. Trên cánh cửa thứ hai, dưới đồ án sơn linh dược có 8 lỗ nhỏ, hiển nhiên là cần dâng ra 8 cái. Không biết đến khi nào mới có thể dưới điều kiện tu luyện gom tích lũy được 8 sơn linh dược. Huống chỉ mở ra cánh cửa thứ hai còn cần loại dược gọi là nam ly dược, thảo dược cần để luyện chế ra được này mình chưa từng thấy qua. May là có A Công cho mình thẻ tre ở bên trong giới thiệu sơ. Tô Minh đứng ngoài động, nhìn chân trời mọc lên thái dương, miệng hít thở khí lạnh mát mẻ, thì thào: chỉ có đủ hai loại đan dược này mới có thể mở ra cánh cửa thứ hai. May là cuối cùng đan dược gọi là nạp thần dược không yêu cầu phải luyện ra, nhưng càng là vậy thì càng chứng minh nạp thần dược chân quý. Tô Minh suy tư. Tiểu Hồng ngồi trên vai hắn mất kiên nhẫn, túm tóc Tô Minh liên tục rít gào. Tô Minh vỗ đầu con khỉ nhỏ một cái, thả người xuống. Gió lạnh rít gào thổi bay quần áo và tóc, khiến cho Tiểu Hồng túm chặt lấy tóc Tô Minh không ngừng la hét. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng. Lúc rơi xuống, tay phải chộp vách đá bên cạnh, hơi ổn định thân thể, rồi lại tụt xuống. Lấy tu vi hiện tại quán, không qua bao lâu rơi nhanh xuống chân núi Hắc Viêm Sơn. Trong rừng cây vẫn có tuyết động, đạp trên mặt đất mềm xốp, thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, chạy hướng phương xa. Vốn hắn định lập tức trở về bộ lạc, nhưng lúc tiến lên dừng chân ở một lối rẽ, hơi do dự. Tiểu Hồng luôn ngồi trên vai Tô Minh, cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Nó không ngờ người thay phải, không ngừng say mê. Giờ phút này thấy Tô Minh dừng lại thì hơi sửng sốt. Đường bên phải là hướng trở về bộ lạc, còn bên trái, Tô Minh nhìn nó, con đường này thông hướng Ô Long bộ lạc. Đi xem một chút cũng tốt. Tiểu Hồng, ngươi gặp Bạch Linh chưa? À đúng rồi, ngươi chưa thấy đâu, có muốn ta mang ngươi đi nhìn một chút không? Tô Minh nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Hồng mở to mắt, gãi lông mặt, không lên tiếng. Được rồi, nếu người đã muốn thấy cô ấy thì như vậy ta mang người đi. Tô Minh tự tìm một lý do để mình tiến đến, cười vỗ đầu Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng lộ ra bất mãn thì hắn hướng đường bên trái chạy vội. Lúc hoàng hôn, chân trời dần tỏa ra ánh sáng gần như màu đỏ, hóa thành trời chiều muốn rơi xuống núi. Tô Minh đi tới nơi lúc ấy hắn và Bạch Linh từ biệt nhau. Hắn nhìn tộc nhân bên trong Ô Long bộ lạc đi lại, không thấy bóng dáng của Bạch Linh. Thật lâu sau, Tô Minh trầm mặc. Hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy Bạch Linh rất là đẹp, cô gái đẹp nhất từ nhỏ hắn lớn lên, hắn muốn thấy vài lần nữa. Chần chờ một chút, hắn chậm rãi ngồi xuống, không hành động hấp tấp mà là nhìn sắc trời. Khi hoàng hôn biến đi sắp trở thành tối đen thì mắt hắn chợt lóe, đứng dậy tiến lên vài bước, sau đó mau chóng lại chạy đi. Nhưng giữ cảnh giác chậm rãi tới gần Ô Long bộ lạc. Chỉ là hắn không thể tới quá gần, dù sao nơi này không phải là Ô Sơn bộ lạc, một khi phát hiện sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói Ô Sơn bộ lạc bọn họ với Ô Long bộ lạc không giống như Hắc Sơn bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không yên bình. Nếu ở bên ngoài gặp được thường thường là thù địch, càng đừng nói tới giống như Tô Minh quanh quẩn ngoài Ô Long bộ lạc. Hay, không nên làm như vậy. Tô Minh vừa nói thầm vừa lên tiến lên. Khi cách Ô Long bộ lạc khoảng 100.000 mét thì hắn dừng bước. Đối với từ nhỏ đến lớn đã lớn lên ở trong bộ lạc, khi thiếu niên một mình đi Ô Sơn hái thuốc, thậm chí có mấy lần gặp người của Hắc Sơn bộ lạc như Tô Minh, cẩn thận tỉnh táo đã gần như loại bản năng cùng hắn lớn lên vậy.
hắn gặp được rất nhiều huyết tinh. Mặc dù đa số chỉ là dã thú đội săn bộ lạc bắt trở về, nhưng làm đứa trẻ trong năm tháng lớn lên dần tay mắt nhuộm máu, huống chi từng giết người. Điểm này ngay cả Lôi Thần cũng đều chưa trải qua. Cho nên hiện giờ lòng hắn ma xui quỷ khiến, cứ muốn nhìn Bạch Linh một cái, nhưng bản năng vẫn khiến hắn lựa chọn lúc trời tối, cẩn thận ở bên ngoài 1000 thước thì dừng bước. Ngồi xổm tại đó, hắn nhìn một ô long bộ lạc, trong mắt lộ ra kiên quyết. Hắn mạnh xoay người, mau chóng rời ô long bộ lạc. Nhưng chớp mắt hắn chạy ra mấy bước, Tô Minh bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn cả lúc hắn gặp phải hai man sĩ Hắc Sơn bộ lạc ùa tới. Hắn nhảy người lên cao, không chút nghĩ ngợi, mạnh vặn vẹo, hai tay ôm đầu, cả người rúc thành viên cầu, ôm Tiểu Hồng vào ngực, dừng ở giữa không trung. Trong giây phút này, một tiếng giết sắc bén kinh người vang lên. Chỉ thấy một trường mâu to lớn, dài khoảng 3 thước, tựa như là tia chớp từ hàng rào gỗ ô long bộ lạc gào thét đến xẹt qua người Tô Minh, rơi trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng chấn khiến mặt đất rung rinh, bông tuyết tàn vỡ, dấy lên một luồng khí khuếch tán tám phương. May mắn là Tô Minh cảnh giác đã tránh trước, dưới vòng khí dao động thì thân thể nhoáng lên, rơi xuống đất rồi dốc sức bỏ chạy. Muốn đi? Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phương xa. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo dài thô, tóc xõa dài, ánh mắt sắc bén đang đuổi theo hắn. Tô Minh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Thanh niên bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, thân thể cực cường tráng, đủ so với Lôi Thần. Trong tay cầm thanh trường mâu, tuy trường mâu dài khoảng nửa mét, nhưng toàn thân đen thui, có khí lạnh kinh người tỏa ra, thậm chí mũi mâu lóe tia sáng vàng kim. Quan trọng nhất là mâu này không phải làm bằng đá, mà là thứ gì đó Tô Minh chưa từng trông thấy. Hắn nhìn phía xa, khi mâu bắn tới thì có cảm giác tim đập chân run. Quen thuộc, cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn không biết sự quen thuộc này đến từ đâu, nhưng sự quen thuộc ẩn giấu nguy hiểm đến từ óc của Tô Minh thoáng chốc trống rỗng, còn lại chỉ là bản năng lạnh lùng. Người này mà không phải là gia thú, mà là áo thô gai. Đồ như vậy, người này ở ô long bộ lạc địa vị không thấp. Mình không hối hận tới gần ô long bộ lạc. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, thầm cho mình đáp án. Tôi không tới gần khoảng 1000 mét. Dựa theo điều lệ thông thường của bộ lạc, dưới 3 người thì ngoài ngàn mét không tính là có địch ý. Tôi không có ác ý, chỉ là bạn bè của tộc nhân ô long bộ lạc của người, nên muốn gặp mặt. Tô Minh chạy vội, lấy tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, tốc độ nhanh như cả người trượt trên tuyết không để lại chút dấu vết, phát ra lời nói. Nếu như vậy thì không xem như là kẻ địch, người không cần chạy, đứng lại theo ta trở lại bộ lạc, sau khi điều tra rõ để man công quyết định. Trong mắt thanh niên lóe tia sáng lạnh, chậm rãi mở miệng, nhưng tốc độ không tạm dừng mà càng ngày càng nhanh hơn, như đang chờ Tô Minh khựng lại. Tôi là người ngoài, sao có thể tùy tiện bước vào ô long bộ lạc của các người? Tô Minh không chút dừng lại cười nói. Cũng có lý, vậy người ngươi biết tên là gì? Thanh niên sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt nheo lại, lúc truy đuổi từ từ nói. Tôi không biết cô ấy gọi là gì, chỉ biết cô ấy mặc áo trắng rất đẹp. Tô Minh vừa chạy vừa nói lời này, mạnh quay đầu lại. Hắn nhìn đến thanh niên này, sau khi nghe câu đó, mắt lóe sát khí, nội tâm lập tức hiểu được. Lúc trước hắn đã thầm suy đoán, mình không có tới gần ngàn mét, dù khiến ô long bộ lạc chú ý, cũng sẽ không bắn ra một mâu khủng bố như thế. Tất cả đều có nguyên nhân, lại thêm thanh niên này rõ ràng là thân phận cao quý, nhưng một mình một người đuổi theo, khiến trong lòng Tô Minh có suy đoán. Quả nhiên là hắn. Thanh niên đáp lại Tô Minh là tiếng hừ lạnh. Mắt thấy y chạy vội lên, lúc truy sát nâng lên tay phải, lập tức có nhiều khí đen lượn lờ tán ra. Khí đen khuếch tán không ngờ vòng quanh trường mâu sau lưng thanh niên. Vòng mấy vòng, lập tức phát ra thanh âm sắc bén. Chỉ thấy trường mâu bị khí đen dẫn dắt bành bồng trên đỉnh đầu thanh niên. Còn người Tô Minh co rút. Đây là man thuật. Khí đèn tỏa ra từ người thanh niên, rõ ràng lộ ra tu vi mạnh mẽ, hơi cao hơn Tô Minh một chút. Xem bộ dạng thì dường như là ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Chẳng qua rõ ràng y mới bước vào không lâu, nhiều sợi máu mà thôi. Nhưng đối phương có được man khí thì khác.
đợi chết rồi lại gặp đi. Thanh niên cách Tô Minh khoảng 700 trượng, nhưng vì hai người không ngừng chạy vội đã rời xa Ô Long bộ lạc. Người đuổi theo chỉ có một mình thanh niên này mà thôi. Nhưng tùy theo trường mâu bị khí đèn nâng lên, Tô Minh càng thấy cảnh giác nguy hiểm thêm mạnh liệt. Tùy theo thanh niên thốt ra lời nói, chỉ thấy người này mắt lộ sát khí, tay phải mạnh trừ hướng Tô Minh. Lập tức trường mâu bị khí đèn bao quanh, đại tiếng gào thét chói tai bay thẳng tới Tô Minh. Trong lúc tiến đến, mũi mâu sắc vàng kim chói lòa, tựa như là xé rách không hư không. Nó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, chớp mắt đã cách Tô Minh không đủ 300 trượng. Man khí! Còn người Tô Minh co rút, hắn nhận ra vật đó. Người hắn cùng hiện ra 49 sợi máu, màu trắng vận chuyển khiến khí huyết trong người Tô Minh bộc phát, khiến tốc độ của Tô Minh càng nhanh nhẹn đạt tới cực hạn. Gần như là khoảnh khắc trường mâu tới, Tô Minh mạnh ngồi xổm xuống, cuồng phong gào thét, trường mâu xẹt qua đỉnh đầu hắn khoảng 7 tấc, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng chấn. Một kích kia so với một mâu xuất phát từ Ô Long bộ lạc uy lực tương đương. Nếu đổi thành man sĩ ngừng huyết cảnh tầng thứ tư bình thường, chỉ sợ rất khó tránh khỏi. Nhưng Tô Minh giỏi nhất là tốc độ và nhanh nhẹn. Giờ phút này tránh né xong, hắn không thèm tiếc trường mâu cắm trong đất, mà là mắt lộ ra tia sáng lạnh, chạy vội hướng phương xa. Trường mâu đó Tô Minh không cần suy nghĩ có nên lấy nó ngay bây giờ không. Tuy trong sách gia thú từng nói man khí chỉ có khai trần cảnh mới nhận chủ, dưới khai trần là không cách nào có thể làm được. Nhưng đối phương cứ thế ném ra, rất dễ bị người lấy đi, rất là quỷ dị, nhất định là có âm mưu. Lúc này sắc trời đã sắp đến buổi tối. Rất nhanh, thanh niên triển khai tốc độ cao nhất, đi tới chỗ trường mâu cắm xuống. Mắt hiện ánh sáng lạnh, hừ một tiếng, mày trao lại. Làm con trai tộc trưởng Ô Long bộ lạc, Tư Không ở trong tộc tuy không phải là người mạnh nhất đám thanh niên, nhưng cũng không hạng tầm thường. Y có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, có cả man khí, giết người ngưng huyết cảnh tầng thứ 4 khá là dễ dàng. Nhưng hiện tại bị đối phương trốn tránh, điều này khiến cho trong lòng y nổi lên đề phòng, cũng phát hiện được đối thủ cẩn thận. Đáng tiếc, nếu hắn có ý muốn lấy đi man khí của mình, giờ phút này hắn đã chết ngay lập tức. Tôi không chần chờ, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cẩn thận nắm lấy trường mâu, lần nữa đuổi theo. Trong rừng cây, Tô Minh chạy nhanh như gió, tốc độ nhảy lên càng nhanh. Nhưng Tư Không sau lưng đuổi theo sát không bỏ, đôi khi trường mâu xẹt đến khiến cho Tô Minh không thể kéo giãn cự ly, luôn giữ chênh lệch mấy trăm trượng, chạy hướng chỗ rừng sâu. Trên thực tế, nếu Tô Minh thật muốn trốn, lấy tốc độ quán và hiểu rõ từng cây thì không quá khó. Nhưng hắn không muốn cứ thế kéo giãn khoảng cách. Đây là lần thứ hai hắn thấy man khí, tự mình thể nghiệm, khiến hắn rất muốn có được man khí. Chạy vội đi. Thi thoảng hắn ngó tới sắc trời, khi thấy trời càng tối, vầng trăng mơ hồ xuất hiện thì mắt Tô Minh lấp lóe. Man khí là vật không tầm thường, lúc trước cách hắn sử dụng rất đơn giản, chắc là có chiêu sau. Hiện giờ đuổi theo mãi không kịp, nếu mình là hắn thì cũng sẽ nghĩ đến việc tăng cường sức mạnh man khí. Nhưng nhìn hắn lộ ra dáng vẻ cẩn thận, hiển nhiên khi hắn thi triển ra tuyệt chiêu sẽ trả một cái giá lớn. Chỉ là không biết lực lượng chân chính của man khí là cái gì. Tô Minh đoán thầm. Tư Không đuổi theo không kịp, quả nhân dần nóng đầy. Y không ngờ đối phương nhanh nhẹn đến vậy. Mắt thấy trời tối, đã cách bộ lạc quá xa, y âm thầm rời đi, không muốn để nhiều người biết. Nếu trở lại quá muộn thì khó mà giải thích. Y cắn răng chặt, tay phải chộp hướng hư không, trường mâu quanh quần khí đen lập tức bị y nắm trọn trong tay. Ngay vào lúc này, Tô Minh ở dưới trước mấy trăm mét, bỗng nhiên trong lúc chạy vội thì mở miệng. Người cứ đuổi theo như vậy, chẳng lẽ là muốn giết chết ta thật? Ngươi và ta không có nỗi hận sâu đậm gì, dù có muốn giết ta thì cũng phải cho ta lý do chứ. Đừng có nói nhảm nhiều. Ngươi tự tiện xông vào U Long bộ lạc của ta, hễ là tộc nhân bộ lạc đều có thể ra tay. Giết ngươi, dù cho là Ô Sơn bộ lạc của ngươi truy cứu, cũng là người gieo gió gặt bão. Tư Không cười nhạt, lúc truy đuổi nắm chặt trường mâu, cảm giác lạnh lẽo thuận theo mâu nhập vào cánh tay. Tư Không sắc mặt âm trầm, hừ lạnh, tay phải cầm trường mâu đen nâng mạnh lên. Lập tức xung quanh rừng cây như có vô số tiếng gào, số lớn khí đen như trường mâu tràn ra, lượn lờ quanh trường mâu, khiến nó trông như là một con rết đen vậy.
rết đen có vô số chân, có râu dài lung lay, trông cực kỳ dữ tợn. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tư Không nhe răng cười, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra uy lực trường mâu là gánh nặng lớn nhất. Y cầm trường mâu đang muốn ném hướng Tô Minh thì bỗng nhiên hắn mở miệng: là bởi vì ta đã cứu Bạch Linh có đúng không? Tô Minh đột nhiên nói. Tư Không nghe cái tên này hơi tạm dừng. Giây phút tạm dừng, chỉ thấy Tô Minh vốn chạy đằng trước bỗng nhiên ngừng bước, xoay người nhìn mình, tay phải cũng nâng mạnh quăng hướng y. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng trào trong Tư Không. Con người y còn rút lại, sắc mặt đại biến, đang muốn quăng ra trường mâu thì cơ thể chấn động mạnh, giống như là có luồng gió ập tới, lại như là có luồng ánh sáng chói mắt. Y nhìn Tô Minh đứng đó, đồng tử quán có bóng huyết nguyệt. Bóng huyết nguyệt giờ đã tràn ngập mắt y. Y bỗng thấy toàn thân đau đớn, phun ra búng máu, ở trong mắt tràn ngập mê hoặc, khó hiểu và không thể tưởng tượng. Thân thể run rẩy, y té xuống mặt đất. Y ngã gục thì trong tay trường mâu hóa thành rết đen chưa phóng ra, dần dần tán đi tất cả khí đen, hóa thành vật bình thường rơi ở bên cạnh. Toàn thân y chảy máu tươi thấm vào trong tuyết, có thể mơ hồ thấy trên thân thể có sợi chỉ bạc quấn quanh nhập sâu vào máu thịt, giống như chỉ cần dùng sức là có thể xé rách cơ thể y. Y chưa chết, còn có hô hấp, chẳng có đột nhiên đau đớn nên hôn mê. Tim Tô Minh đập mạnh, lòng còn run sợ, liếc trường mâu một cái. Lúc trước đối phương thi triển ra vật ấy khiến Tô Minh có cảm giác đến sự sống và cái chết. Cùng người chém giết không thể mất tập trung, không thể do dự. Nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất một kích giết người, tuyệt không thể chần chờ, giữ đến cuối cùng mới thi triển. Tô Minh thi thảo, ghi nhớ điểm này. Hắn có được man khí, trận chiến này mình thắng là do may mắn. Tô Minh ngồi xổm xuống, nhìn Tư Không hôn mê, chần chờ một chút, băng bó vết thương cho y. Hắn không muốn đối phương chết, không muốn gây phiền phức cho bộ lạc. Dựa theo hắn phán đoán thì đối phương sẽ mau chóng tỉnh lại. Sau đó mắt hắn độ ra cuồng nhiệt, nhìn trường mâu đen ở bên cạnh, cẩn thận liếc vài cái. Hắn dần thấy lấy ra một số manh mối. Ở trên trường mâu có rất nhiều chỗ cẩn thận tập trung nhìn, những cái gai nhỏ xíu rất khó thấy. Tô Minh nhìn nửa ngày, cẩn thận nắm lấy một chỗ nhỏ duy nhất không có gai, mau chóng rời đi. Chẳng qua Tô Minh rời đi không lâu, lại vội vàng trở về, đứng bên cạnh Tư Không đã hôn mê, chần chờ đi vài bước, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bầu trời theo vầng trăng tỏa sáng, nhu hòa chiếu trên mặt đất. Cứ như vậy lấy đi man khí quý báu thì không tốt lắm. Nếu không có cách nào thỏa đáng, tùy thời sẽ bị Ô Long bộ lạc bắt lấy nhược điểm. Nói không chừng còn treo giải thưởng bắt mình giết, hay là không. Tô Minh trầm ngâm, chẳng bao lâu sau liếc Tư Không một cái, đã có quyết định. Hắn từ trong ngực lấy ra vài loại thảo dược, sau khi nghiền nát thì dùng chất lỏng bôi vài lần ở ngoài miệng Tư Không. Sau đó hắn ngồi xuống cạnh Tư Không, tay trái vỗ đầu y từng chút một, như là muốn đánh tỉnh Tư Không. Không bao lâu, Tư Không toàn thân co giật, mạnh mở mắt ra. Khoảnh khắc y mở mắt, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng trong mơ hồ có khuôn mặt mỉm cười của Tô Minh. Tư Không ngây ngốc, lập tức trợn mắt, còn người co rút giữ lại sự khó hiểu và không tin nổi mới nãy. Đầu óc trống rỗng, trước khi y hôn mê nhìn thấy cái gì, lại dường như không thấy cái gì hết, có cảm giác mơ hồ thác loạn. Nhưng khi thân thể y muốn động đậy thì trường mâu đen ở trong tay của Tô Minh hóa thành hình cung, cách cổ họng của Tư Không ba tấc, chỉ cần hơi dùng sức là có thể xuyên qua họng y, khiến y chết ngay lập tức. Đừng động đậy. Điểm sáng vàng kim ở mũi mâu theo Tư Không thấy thì như là ánh sáng đoạn mạng, khiến cơ thể y run rẩy, mắt nhìn Tô Minh ẩn trước kinh khiếp và chấn động. Người muốn làm gì? Ta là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc, nếu người giết ta thì Ô Long bộ lạc tuyệt đối không tha cho người. Ta biết ngươi là Ô Sơn bộ lạc, nếu người giết ta, Ô Sơn bộ lạc cũng sẽ không chứa chấp ngươi. Hiện tại y còn chưa hiểu rõ vì sao mình thất bại, chỉ cảm giác đối phương vung tay lên là mình toàn thân đau nhức hôn mê, không thể tưởng tượng được. Y đối với thiếu niên mặt cười trước mặt là nỗi e ngại, nỗi e ngại mãnh liệt biến thành sợ hãi. Đặc biệt là trường mâu ngay trước cổ họng khiến y bản năng lùi ra sau một chút.
Nhưng khoảnh khắc lùi ra sau, lập tức cảm giác miệng có chút cay đắng, phản xạ liếm môi. Thoáng chốc cảm giác đắng càng đậm, khiến mặt y bỗng chốc không có chút máu. Cảm giác bất an tràn ra và mặt y lộ ra khủng hoảng, nâng tay chùi khóe miệng, trên tay dính một ít chất lỏng màu nâu. Người cho ta ăn cái gì? Không có gì, chỉ là thảo dược bình thường có chút độc tính. Tô Minh cười bí hiểm, trêu đùa. Nghe lời này, mắt của Tư Không lộ ra tuyệt vọng, thân thể run rẩy, cảm giác trong miệng cực đắng, thậm chí ảo giác lưỡi đều tê dại. Ta không tin người dám giết ta. Tư Không mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Minh. Tin hay không thì tùy ngươi, nếu ngươi không tin thì ta cũng không cách nào, nhưng ta có thuốc giải đấy. Thì ra ngươi là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc, ngươi tên là gì? Tô Minh có chút lo âu, nhưng trước giờ hắn càng lo thì mặt ngoài càng bình tĩnh. Giờ phút này hắn mỉm cười nói, ngươi, ta tên Tư Không, ngươi không thể giết ta, điều này sẽ mang đến phiền phức lớn cho bộ lạc của ngươi. Ngươi... Sắc mặt Tư Không hung dữ, trên thực tế trong lòng có chút khẩn trương. Y cảm thấy chẳng những đầu lưỡi tê, ngay cả ngực cũng đau đau, lại thêm không phát hiện điều gì từ biểu tình của Tô Minh, lòng càng kinh hãi. Tư Không, thỏa thuận với ngươi có được không? Tô Minh ngẩng đầu ngắm trăng, chậm rãi mở miệng. Mặt Tư Không tái nhợt, không thể che giấu sự sợ hãi càng thêm nồng ở trong mắt, gật đầu ngay lập tức. Ta vừa mắt cái màu rách nát của ngươi. À, thôi vậy đi, ngươi bán cho ta nhá, 5.000 thạch tệ ta mua. Tô Minh chớp mắt, mong chờ nhìn Tư Không. Tư Không khựng lại, nhìn Tô Minh, tay phải nắm chặt trường mâu, chĩa mũi nhọn vào cổ họng mình. Sao dám không bằng lòng, đặc biệt là trong miệng vị đắng, lại thêm lúc trước mình truy sát đối phương, y cảm thấy đối thủ chắc chắn là cho mình ăn độc thảo nào đó. Y vốn muốn đánh cược một phen, người này không dám giết mình. Dù sao thân phận của mình cao quý, nếu chết thì sẽ dẫn đến trận chiến trả thù của hai bộ lạc. Thậm chí y còn định đánh cuộc, coi như bị đối phương lấy đi trường mâu, nhưng bảo vật như thế, y có vô số cách khiến A Ba lấy về giúp mình. Nhưng hôm nay vị đắng trong miệng khiến y không dám đặt cược. Y sợ lỡ đầu, đặc biệt là giờ phút này đầu bị đối phương vỗ rất đau. Tư Không chẳng chút do dự, gật đầu lia lịa. Tô Minh nhếch môi tươi cười, trực tiếp từ người Tư Không xé rách một mảnh vải lớn. Hành vi này khiến cho Tư Không thầm giật mình, mặt tái nhợt, càng không có chút máu. Nếu đã là giao dịch mua bán thì viết ra bằng chứng đi, cứ viết như vậy: ta là Tư Không, bởi vì thiếu thạch tệ bán mâu này 5.000 thạch. Tô Minh đang nói đột nhiên khựng lại, vội lắc đầu. Không đúng, phải viết như thế này: ta, Tư Không, lấy thân phận là con trai tộc trưởng Ô Long bộ lạc bảo chứng, bởi vì đột nhiên có việc mượn gấp Ô Sơn bộ lạc 5.000 thạch, kỳ hạn là 10 năm, lấy trường mâu man khí làm vật thế chấp, hứa hẹn 10 năm sau trả 1.000.000 thạch tệ là có thể thu lại mâu này, sẽ không trước thời gian lấy lại. Nếu có sai lời, man tượng trừng phạt. Tô Minh nói xong nhìn Tư Không. Tư Không nghe lời nói này, đặc biệt là cô cuối cùng, thì vẻ mặt đau khổ. Đang lúc y chần chờ, đã thấy Tô Minh từ trong ngực móc ra một thảo dược y chưa từng gặp, bên tai truyền tới giọng nói của Tô Minh: đây chính là thuốc giải. Tư Không nhìn chằm chằm thảo dược, cắn chặt răng, đặt ngón tay vào miệng cắn, nặn ra máu tươi, viết lên vải áo. Rất nhanh đã viết xong một đoạn lời nói. Tô Minh giật lấy vải, cẩn thận xem vài lần, trong mắt lộ ra hưng phấn. Hắn cực kỳ cẩn thận thổi vài hơi, đợi huyết dịch bên trên khô, rồi mới xếp lại cất vào trong lòng ngực, vỗ một cái, cười híp mắt nhìn Tư Không. Tư Không, nhớ đấy, thiếu nợ thì trả tiền, ta chỉ chờ ngươi 10 năm. Tô Minh lộ ra tia gian xảo, đặt thảo dược xuống, thân thể chật đóe đã chạy nhanh hướng phương xa. Để lại trên thuyết là Tư Không, khuôn mặt đau khổ. Y mau chóng nhặt lên thảo dược, do dự một chút, nhưng không dám ăn, vội vàng đứng dậy, chạy nhanh hướng bộ lạc. Sau khi y đi, mặt tuyết yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ. Đó là bà lão sắc mặt âm trầm, trong tay cầm cuốc trượng to lớn, có đầu lâu khảm trên cuốc trượng, tỏa ra luồng sáng xanh. Là đứa trẻ năm đó ư?
nó dùng man thuật gì, ngay cả ta đều không thấy ra manh mối, chưa từng gặp. Bà lão nhìn phương hướng Tô Minh rời đi, mắt lấp lóe suy nghĩ. Thật lâu sau, bà xoay người đi hướng Ô Long bộ lạc, chậm rãi biến mất trên tuyết. Tô Minh chạy vội trong rừng cây, thi thoảng cười ngây ngô nhìn trường mâu ở trong tay, ra vẻ cực kỳ yêu thích. Ngay cả Tiểu Hồng ở trên vai hắn cũng không ngừng đánh giá trường mâu, phát ra từng tiếng gào. Nó có thể mơ hồ cảm giác được mâu này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại. Ai kêu mi ngăn cản ta nhìn Bạch Linh? Bộ dạng của y thì chắc là thích Bạch Linh rồi. Nói vậy thì việc mình cứu Bạch Linh chắc là không ít người Ô Long bộ lạc cũng biết. Tô Minh dừng bước, mắt lộ suy tư. Không biết Bạch Linh nói ra nhiều ít về tình huống đó. Nếu cô ấy nói hết thì động đá vôi mình luyện dược không an toàn. Tô Minh có chút nóng nảy, cau mày, suy nghĩ thật lâu, sau mang theo tâm sự đi vào trong rừng cây ban đêm. Tiểu Hồng chớp mắt nhìn Tô Minh bộ dạng có tâm sự, mắt xoay tròn, không biết nghĩ tới cái gì. Nó bỗng nhe răng cười, nó chợt nhảy ra khỏi vai Tô Minh, nhảy lên mấy cái đã biến mất ở trong rừng. Nhớ trở lại Hắc Viêm Sơn, đừng có về động đá vôi. Tô Minh nhìn nó một cái, vội hét. Rừng này chính là nhà của Tiểu Hồng, không lo lắng nó gặp phải nguy hiểm. Giờ phút này cách bộ lạc của mình không xa lắm. Tô Minh bước đi, ép mình không suy nghĩ vấn đề đau đầu, nâng tinh thần chạy hướng bộ lạc. Khi đêm khuya tiến tới, lúc vầng trăng sáng nhất, thì Tô Minh đã từ xa trong rừng trông thấy chút đóm lửa ở bộ lạc. Hắn nhún người lên muốn đi ra khỏi rừng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên sau lưng hắn có tiếng sột soạt. Tô Minh ngoái đầu nhìn, đã thấy Tiểu Hồng vẻ mặt hưng phấn đắc ý theo sau. Trong tay của nó cầm một mảng lớn lông đen, đuổi theo Tô Minh rồi lập tức ép buộc nhét nhúng lông vào tay của Tô Minh, bộ mặt rất kỳ quái. Sau đó nó lùi lại mấy bước, chỉ đoàn lông, lại chỉ vào bụng mình, liên tục bày ra mấy động tác quái dị, như là dạy Tô Minh nên sử dụng lông này như thế nào. Nó lại vỗ ngực, sắc mặt cực kỳ đắc ý, thét vài tiếng, dường như là muốn nói cho Tô Minh thứ này rất hiệu quả. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, từ từ cất tiếng cười to. Tiểu Hồng thấy Tô Minh không nhíu mày nữa, cũng nhè răng lộ ra nụ cười, cảm thấy chính mình quả nhiên là nghĩ đúng. Tô Minh buồn rầu là vì chuyện đó. Tiểu Hồng. Tô Minh ngồi xổm xuống, vẫy tay hướng con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ lập tức chạy tới gần. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ vỗ nó, trong lòng ấm áp. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi tuyệt đối đừng trở lại Hắc Viêm Sơn, đừng trở về động đá vôi, đừng đi nơi khác, chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi. Còn nữa, ta cho ngươi những đan dược, ngươi đừng thấy khó ăn, mỗi ngày ăn một viên kèm theo thảo dược ta dạy ngươi, nhất định phải nhớ kỹ đó. Tô Minh mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhìn Tiểu Hồng một cái, đứng lên đi hướng bộ lạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé. Cảm ơn các bạn.